Chào cả nhà, hôm nay buổi sáng ra thăm vườn, thăm coi cây táo này nè, có trái chín chưa ha. Rồi sẵn mình chia sẻ cho cả nhà cùng coi cây táo nhà mình. Cây táo này thì nó nhỏ thôi, nhưng mà trái thì rất là nhiều. Cây táo này là cây táo tứ quý ha, có trái quanh năm luôn cả nhà, cứ ăn hết đợt này tới đợt khác. Giống táo này là giống táo Đài Loan. Đây là trái chi chít nhỏ 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 ha. Rồi mình đó, cả nhà thấy không? Mỗi lá là mỗi trái rất là nhiều. Mình ra mình thăm coi những cái trái bự này nè, nó chín chưa đặng hái vào để cho cây nó có sức nó nuôi những trái nhỏ. Những cái trái lớn này nó cũng to lắm rồi cả nhà. Để mình kiểm tra coi. Đó, cả nhà thấy không? Rất là to ha. Trái nó to lắm rồi nhưng mà sao mình nhìn chắc chưa chín quá cả nhà. Nó to bằng ba ngón tay rồi ha. Nhánh này sao có cái lá màu trắng ngộ quá. Thì táo mình trồng mình canh cho nó chín. Nó chín thiệt chín thì ăn rất là ngọt. Cái táo này mình ăn đã mấy mùa rồi. Và trái nó chín là nó ngọt liệm luôn rồi cả nhà. Nó ngọt lắm. Mình ra chợ mình mua là không có gặp được cái giống táo mà nó ngọt như vậy đâu. Trong cho nó chín đặng hái vào đặng cho những cái trái nhỏ này nó phát triển lớn lên nè. Rất là nhiều trái nhỏ luôn. Cái cây táo này thì mình trồng trong cái chậu tương đối nhỏ ha. Nó ra trái liên tục nên mình chưa có thay chậu được. Cái chậu này thì cái miệng của nó chỉ 40, chiều cao chỉ có 30 thôi. Rồi giờ chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại những video sắp tới.